xe đây anh em ơi, tổng dài 3,5 m, rộng 1,2 m, vỏ cầu 5 tấn nhé, tổng hơi thùng U10 ốp đôi hết nhé, bát đầy đủ hết, chassis 15 chữ A chỗ đồ đẹp nhé. Của Hyundai. Còn đây là máy dân đông 28 anh em nhé. Tài đầu lớn, lốp trước cũng được. Bùi sắt anh em nhé, một bộ này bằng sắt hết rồi. Bùi sắt, mùi dơ sắt luôn. Đằng sắt luôn. Hai bên luôn nhé. Đường sắt mình đường sắt hết rồi. Cái đầu lớn lắm. Tan khóa hai ốc hết rồi. Đây, ốc chốt mới thay. Còn coi đầy đủ. Hôm nay là một xe Alo 0384545911, xe có thiện cho like. Bên kia còn mấy chiếc nữa nha anh em.